Dạ, một em quạt mini Horia. Con này là thuần nội địa Nhật nha mấy bác. Dạ. Đẹp keng. Nhỏ xinh. Cánh 20 hay sao ạ? Dạ. Zin 100V nha, F23DB. Dòng này thì margin cho phân mọi. Hai số. Số nhẹ, số mạnh, nói chung số 1, số 2 đi. Dạ. Và hẹn giờ tắt máy. Quay tới quay lui. Dạ đây. Em ru vào đầu không có nghe tiếng không. Này là số mạnh rồi đó. Dạ. À, số nhẹ. Rồi, đứng lại. À, đứt nó có bát bắt luôn nha. Bát bắt tường á. Mấy bác treo tường ok. Dạ đây, còn mấy keo dơ nha. Keo dơ. Dạ đây. Đít bắt. Bắt treo tường được luôn. Ok. Gọn nhẹ, tiết kiệm điện, êm. Lấy em nó để cũng hay hay. Em chưa vô dầu vô mỡ gì luôn nha. Mấy bác về thí dụ gì nếu ấy thì vệ sinh vô dầu vô mỡ gì đó. Thích làm gì đó làm giùm em.